Nga tung đòn đánh kép khốc liệt, tuyến phòng thủ của Ukraine sụp đổ ở Donetsk. Nga từ hai phía đồng loạt tiến vào trung tâm Già. Nga phát triển UAV cảm tử với ba chức năng ưu việt. Bộ tứ QUAD ra tuyên bố chung về căng thẳng ở Biển Đông. Tiết lộ bất ngờ về dàn vũ khí Mỹ sử dụng để đối phó với Houthi. Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo giới truyền thông Nga, việc phối hợp chặt chẽ và sự tương tác tốt giữa các lực lượng khác nhau có tầm quan trọng lớn, đặc biệt là khi sự phối hợp được thể hiện trong các đòn đánh kép, cú đánh bồi sẽ có hiệu quả rất cao. Một đoạn video mới xuất hiện trên Internet cho thấy hành động phối hợp của những người điều khiển máy bay không người lái UAV trinh sát và phi hành đoàn máy bay có người lái của lực lượng hàng không vũ trụ Nga trong quá trình tiến hành một hoạt động quân sự trong vùng kiểm soát của lực lượng Ukraine. Hai điểm triển khai binh lực tạm thời PVD của Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ độc lập số 102 của lực lượng vũ trang Ukraine tại làng Gulyaipun, khu vực mà họ vẫn còn đang kiểm soát đã bị phá hủy. Sau khi các UAV trinh sát phát hiện PVD đầu tiên, các phi công của Trung đoàn Không quân của Quân đoàn Phòng không Cờ đỏ số 11, đơn vị quân đội 10253 từ Viễn Đông đã nhanh chóng xử lý, phá hủy hoàn toàn một phần của tòa nhà bằng một quả bom lượn có điều khiển nặng 1.500 kg UPAB 1.500B. Sau đó, máy bay không người lái trinh sát vẫn tiếp tục bay trên không đã ghi lại hoạt động di chuyển của các nhóm sơ tán Ukraine. Nga đã theo dõi các chuyển động và xác định vị trí của điểm tập kết binh lực thứ hai của đối phương sau đó, một quả bom FAB với hệ thống chỉ thị mục tiêu chính xác UMPC tiếp tục được máy bay có người lái ném xuống mục tiêu mới, phá hủy khu công trình này. Các nguồn tin phương Tây và Ukraine cũng đã nói về việc Nga dự kiến mở một cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự được coi là kiên cố của Ukraine. Trong khi đó, Phó Tổng Cục trưởng về Công tác Quân sự, Chính trị của Bộ Quốc phòng Nga, Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, Thiếu tướng Ati Alaudinov cho biết quân đội Nga đã đánh bật lực lượng vũ trang Ukraine khỏi các vị trí phòng thủ. Ông nói tuyến công sự đầu tiên của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị mất hoàn toàn. Vị này cũng bày tỏ tin tưởng Cộng hòa Nhân dân Donetsk sẽ sớm được giải phóng. Trong khi đó, nhà báo Gideon Raman cho biết rằng Kiev khó có thể giành lại lãnh thổ thông qua hành động chiến sự. Người Ukraine và những ai ở phương Tây ủng hộ họ đã hiểu ra điều này, tuy rằng không thừa nhận một cách công khai theo Financial Times, phương án nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình đã nhận được sự ủng hộ nhất định của công chúng Ukraine. Nhưng dù sao chăng nữa, đây vẫn không phải là quan điểm của đa số. Chachovia tương đối bé nhỏ, nhưng mang tầm quan trọng lớn trong xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Nơi đây đã chứng kiến nhiều thắng giao tranh khốc liệt giữa đôi bên. Nằm trên đồi cao, thị trấn được xem là cửa ngõ tiến vào các khu vực thuộc tỉnh Donetsk, hiện vẫn nằm trong tay Ukraine. Cha nhìn xuống những vùng đất thấp hơn trên hướng Bắc, về phía những thành phố lớn Kramatorsk và Slavyansk, và về phía Tây, tới tỉnh Dnipropetrovsk. Kênh Military Sumeri mới đây đưa tin, theo hướng Kupiansk, lực lượng Moscow đã tiếp tục tấn công trên bộ ở Pichane, tiến xa hơn về phía Bắc, dọc theo các cánh đồng. Tại Chashovya, hai nguồn tin thân Nga tuyên bố rằng lực lượng Moscow đã ảo ạt vượt kênh đào, sông vào trung tâm, đồng loạt kiểm soát được những khu vực đầu tiên ở phía Bắc cũng như phía Nam thành phố phía bắc Bakhmut, quân đội Nga đã mở một mặt trận khác và được cho là đang tiến dọc theo các cánh đồng hướng về Slavyansk. Đây là một trong hai thành phố lớn cuối cùng ở Donetsk mà Kiev đang kiểm soát. Đại đô thị còn lại là Kramatorsk. Theo hướng Pokrovsk, thuộc Adipka, quân đội Nga tiếp tục gây áp lực đáng kể lên đối phương, cải thiện vị trí của họ xung quanh các ngôi làng lân cận. Tại phía tây Umanske và Novoselovka Persa, họ cũng được cho là đã giành được nhiều lợi thế. Ở Krasnogorovka, những binh sĩ Ukraine cuối cùng đang rút lui. Quân đội Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ thành phố. Việc lực lượng Ukraine phải rút lui khỏi một số bộ phận của Chachovia là bước phát triển không tốt lành cho Kiev, trong bối cảnh họ đang nỗ lực ổn định tiền tuyến sau nhiều tháng bị Nga tiến công không ngừng. Tận dụng tình trạng Kiev thiếu đạn dược, Moscow đã nỗ lực xuyên thủng phòng tuyến Ukraine dọc theo mặt trận phía đông. Không những vậy, Nga còn bất ngờ phát động chiến dịch tiến công xuyên biên giới ở khu vực phía Bắc để buộc Ukraine phải rút bất quân khỏi miền Đông để tiếp viện cho khu vực phía bắc, ông Konrad Mujica, một nhà phân tích quốc phòng theo dõi sát sao xung đột Ukraine nhận định với CNN, kiểm soát được Chasovaya sẽ cho phép nga mang thêm UAV FPV góc nhìn thứ nhất, chắc thủ UAV và trọng phá vào khu vực này để tiến hành nã hỏa lực vào lực lượng Ukraine. Theo ông Mujica, nếu để mất Chasovaya, phía Ukraine sẽ còn ít cơ hội dựa vào khu vực đô thị này để làm giảm nhiệt độ tấn công của nga. Một khi kiểm soát được toàn bộ thị trấn này, lực lượng Nga sẽ uy hiếp được nhiều thành phố cận kề, đe dọa những tuyến hậu cần quan trọng của đối phương và giúp Nga xích lại gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass. Tổng thống Nga Vladimir Putin không hề úp mở rằng ông muốn quân đội Nga kiểm soát được toàn bộ tỉnh Donetsk. UAV đã nhanh chóng phát triển từ chỗ chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong tác chiến quân sự đến chỗ trở thành một nhân tố thiết yếu trong chiến tranh hiện đại. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine khốc liệt, nhu cầu về UAV gia tăng mạnh trên toàn cầu. Theo trang tin Avia Pro, các UAV mới của Nga có tên gọi là Gebera. Moscow được cho là đã sử dụng Gebera trong một cuộc tập kích thủ đô Kiev của Ukraine gần đây. Loại máy bay này được phát triển tại đặc khu kinh tế Alabuga ở Tatarstan. Theo thông tin từ nhà sản xuất, UAV Gebera có tổng hợp 3 chức năng gồm tấn công cảm tử, trinh sát và mồi nhử. Chức năng mồi nhử của Gebera đã được Bộ Quốc phòng Ukraine nhận định hồi đầu tháng này. Ngoài ra, Gebera còn có khả năng phối hợp với các UAV khác để tăng hiệu quả trong các điều kiện tác chiến. Các nguồn tin cũng lưu ý rằng chúng có khả năng di động cao và khả năng điều khiển ở khoảng cách xa. Ông Andrei Cherniak, đại diện của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng giá thành của những UAV này chỉ khoảng 10 đô la Mỹ và có thể hoạt động ở độ cao lên đến hàng nghìn mét khiến những vũ khí phòng không loại nhỏ thông thường khó tiếp cận. Trước đó, Nga cũng đã phát triển một hệ thống mới Cobra để phát hiện người điều khiển máy bay không người lái UAV của Ukraine trong bối cảnh cuộc đua sản xuất UAV hiệu quả hơn trên tiền tuyến đang nóng lên. Nhà phát triển cho hay hệ thống Cobra trông giống như một chiếc máy chơi game nhưng có khả năng theo dõi người điều khiển UAV của Ukraine, đồng thời xác định chính xác tọa độ của những người này trên bản đồ theo thời gian thực. Hiện tại, hệ thống Cobra đang trong quá trình thử nghiệm sau đó sẽ tiến hành hoạt động chiến đấu thử nghiệm trên tiền tuyến ở ukraine theo ria novosti kế hoạch tiếp theo đối với hệ thống mới này là sản xuất hàng loạt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm ở ukraine đã thúc đẩy sự đổi mới chưa từng có về uav khi cả moscow và kiev đều chiến đấu bằng các phương tiện không người lái trên không trên mặt đất và trên biển đen uav được phía ukraine sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau dọc theo tiền tuyến thiết bị này bao phủ hầu như mọi khía cạnh của cuộc xung đột từ hỗ trợ trinh sát đến tấn công bằng UAV cảm tử và dẫn đường cho pháo binh. Nga cũng rất chú trọng các chương trình về thiết bị không người lái của mình. Moscow và Kiev được cho là đã sử dụng hàng trăm UAV mỗi ngày. Việc nâng cấp diễn ra liên tục, có thể bao gồm tăng phạm vi hoạt động của UAV, độ chính xác của các cuộc tấn công, mức độ im lặng của UAV khi tiếp cận mục tiêu, khả năng hoạt động tốt hơn trong các nhiệm vụ ban đêm hoặc khả năng chống lại các nỗ lực gây nhiễu của đối phương. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Biển Đông thông qua lời chỉ trích ngầm đối với Bắc Kinh. Thông báo Ngoại trưởng nhóm bộ tứ Quad gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật và Australia cho hay Chúng tôi thực sự quan ngại về tình hình ở Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông và tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ của chúng tôi đối với hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và những người đồng cấp trong Quad đã đưa ra tuyên bố chung kêu gọi thái bình dương tự do và rộng mở sau các cuộc hội đàm tại Tokyo. Tuyên bố không nêu đích danh Trung Quốc nhưng lại nhắc đến loạt các cuộc đối đầu gần đây giữa tàu Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông. Nhóm này cũng lên án vụ phóng tên lửa gây bất ổn của Triều Tiên và nói thêm rằng chúng tôi tiếp tục bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về việc quân sự hóa nhiều thực thể đang tranh chấp cũng như hành động cưỡng ép và đe dọa ở Biển Đông ngoại trưởng mỹ blinken đang có chuyến công du ở các nước châu á thái bình dương nhằm tăng cường hợp tác khu vực trước sự quyết đoán ngày càng tăng của bắc kinh washington và tokyo cũng đưa ra những chỉ trích mạnh mẽ đối với bắc kinh rằng chính sách đối ngoại của trung quốc là tìm cách định hình lại trật tự quốc tế vì lợi ích của riêng mình bằng cách gây tổn hại đến nước khác đồng thời lên án sự hợp tác quân sự chiến lược ngày càng gia tăng và không thân thiện của Nga với Trung Quốc, cũng như việc Nga mua tên lửa đạn đạo và vật liệu khác từ Triều Tiên để chống lại Ukraine. Ngoài ra, nhóm bộ tứ cũng cam kết thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng để bảo vệ chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả cáp ngầm. Sau khi rời Tokyo, Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin sẽ tổ chức các cuộc thảo luận an ninh với một đồng minh châu Á khác là Philippines. Trong cuộc họp gần nhất vào tháng 9 năm ngoái tại New York, Mỹ, các bộ trưởng ngoại giao nhóm bộ tứ đã ra thông cáo chung kêu gọi giải quyết những thách thức đối với trật tự dựa trên quy tắc hàng hải toàn cầu, bao gồm cả các vấn đề liên quan yêu sách hàng hải, cũng như ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Hải quân Mỹ mới đây đã tiết lộ những thông tin mới về các hệ thống vũ khí được sử dụng trong chiến dịch tấn công của Mỹ và Anh nhằm vào nhóm vũ trang hầu thì. Theo thông tin chia sẻ với Navy Times, các máy bay chiến đấu FA-18 Super Hornet trên tàu sân bay USS Dwight Eisenhower đã sử dụng tên lửa tầm nhiệt dẫn đường hồng ngoại AIM-9X để loại bỏ máy bay không người lái UAV cảm tử của Houthi. Được biết, mỗi tên lửa AIM-9X có giá từ 430.800 đô la Mỹ đến 472.000 đô la Mỹ, gấp từ 215 đến 236 lần so với con số 2.000 đô la Mỹ mỗi chiếc UAV mà Houthi sử dụng. Hải quân Mỹ cũng xác nhận phóng tên lửa dẫn đường chống bức xạ tiên tiến ARGM từ máy bay chiến đấu Super Hornet để chống lại hầu thi Được tập đoàn Northrop Grumman sản xuất, giá của mỗi tên lửa ARGM là 874.000 đô la Mỹ. Một vũ khí khác được sử dụng để tấn công các mục tiêu thi là AGM-154 GSOV kép, loại bom lượn được Hải quân và Không quân Mỹ cùng nhiều lực lượng không quân đồng minh của Washington sở hữu. Hải quân Mỹ cho biết, biến thể AGM-154C mới nhất có mức giá 719.000 đô la Mỹ mỗi chiếc. Trong khi đó, hầu thi lại lắp điều khiển từ xa cho các xuồng cao tốc thông thường, trang bị thêm chất nổ. Chi phí để sản xuất các phương tiện này không vượt quá 30.000 đô la Mỹ một chiếc, tức thấp hơn khoảng 24 lần so với loại đạn dược mà Mỹ triển khai. Vào đầu tháng 4, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro cho biết, các tàu chiến Mỹ đã tiêu tốn lượng tên lửa trị giá gần 1 tỷ đô la Mỹ để đánh chặn vũ khí của Houthi, cũng như tập kích phủ đầu những khu vực do nhóm dân quân này kiểm soát ở Yemen trong 6 tháng. Các loại tên lửa được sử dụng đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng với Hải quân Mỹ và cần được bổ sung. Tàu chuyên Mỹ triển khai ở Trung Đông được trang bị nhiều loại tên lửa phòng không, trong đó mẫu SM2 cơ bản có giá 2 triệu đô la Mỹ mỗi quả. Tên lửa SM6 hiện đại hơn, có chi phí hơn 4 triệu đô la Mỹ, trong khi dòng SM3 chuyên đối phó tên lửa đạn đạo có giá lên tới 36 triệu đô la Mỹ mỗi quả. Lực lượng hậu thi liên tục phóng tên lửa, UAV tập kích tàu hàng, tàu chiến ở Biển Đỏ và Vịnh Aden từ tháng 11 năm 2023 nhằm thể hiện đoàn kết với người dân Palestine sau khi Israel đưa quân vào giải Gaza để loại bỏ nhóm vũ trang Hamas. Từ giữa tháng 1, liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng đã nhiều lần tấn công vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen nhằm đáp trả các vụ tập kích của nhóm cũng như ngăn lực lượng này tiếp tục nhắm mục tiêu vào tuyến hàng hải ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự đã đặt dấu hỏi với hiệu quả và khả năng duy trì chiến dịch của Mỹ, nhất là khi chưa có dấu hiệu nào cho thấy Houthi sẽ từ bỏ những cuộc tập kích trên Biển Đỏ. Theo kênh RT của Nga, một số thành viên NATO, trong đó có Mỹ, đã ban hành cảnh báo du lịch tới Liban, kêu gọi công dân của họ ngay lập tức rời khỏi nước này trước nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ toàn diện giữa Israel và Hezbollah. Căng thẳng nhanh chóng gia tăng khi một cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây đã khiến 12 trẻ em tại thị trấn al-Sam của Ngerderus ở các nguyên Golan do Israel chiếm đóng thiệt mạng. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết tên lửa là loại pha lắc bột do Iran sản xuất và hezbollah bắn từ miền nam liban tuy nhiên hezbollah đã phủ nhận mọi sự liên quan đến cuộc tấn công trong bối cảnh đó đại sứ quán mỹ tại liban đã ban hành cảnh báo du lịch kêu gọi người mỹ cân nhắc kỹ lưỡng việc đi du lịch tới liban tuyên bố của đại sứ quán mỹ nêu rõ môi trường an ninh vẫn phức tạp và có thể thay đổi nhanh chóng bộ ngoại giao anh cũng đã khuyến cáo không nên đi du lịch đến liban do những rủi ro liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra giữa israel và hezbollah những cảnh báo tương tự đã được đưa ra bởi pháp đức Bỉ, Hà Lan, Na Uy và Đan Mạch, cũng như các quốc gia không thuộc NATO như Ireland và Australia. IDF và Hezbollah nổ ra các cuộc giao tranh lẻ tẻ kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza bùng phát vào tháng 10 năm ngoái. Nhóm vũ trang này đã nhiều lần bắn tên lửa và đạn cối vào các vị trí của Israel để thể hiện sự đoàn kết với Hamas và người Palestine ở Gaza, khiến IDF phải trả đũa bằng hỏa lực pháo binh và các cuộc không kích. Để đáp trả cuộc không kích tại cao nguyên Golan, Israel đã đe dọa Hezbollah bằng cuộc xung đột toàn diện trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Israel, Israel Kass cho biết Hezbollah đã vượt qua mọi ranh giới đỏ ở đây và phản ứng sẽ phản ánh điều đó. Nội các an ninh Israel cũng đã họp ngay sau đó và trao cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Galan quyền quyết định thời điểm và phạm vi của các hành động quân sự tiếp theo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel, ông Oren Mamostein Israel khẳng định Hezbollah phải tuân thủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời nhận định đây là cơ hội cuối cùng để tránh một cuộc đụng độ toàn diện có thể tàn phá Liban. Theo RT, Nghị quyết 1701 do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua năm 2006 nhằm chấm dứt tình trạng đối nghịch giữa Israel và Hezbollah. Một trong những mục tiêu của văn bản là tạo ra vùng đệm trung lập giữa Israel và Liban. Tuy nhiên, sau khi Israel rút các lực lượng khỏi Liban, Hezbollah đã không tuân thủ khi vẫn duy trì sự hiện diện ở khu vực phía Nam lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, chính thức xác nhận ông Masoud Pezeshkian là Tổng thống Iran sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng 7 này. Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tuyên bố, tôi xác nhận việc bỏ phiếu bầu ông Pezeshkian, một người thông thái, trung thực, được lòng dân và uyên bác, và tôi bổ nhiệm ông làm Tổng thống của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Sau khi được lãnh tụ tối cao chính thức xác nhận, ông Pezeshkian đã bày tỏ cảm ơn ông Ali Khamenei và người dân Iran cam kết sẽ nỗ lực để gánh vác trọng trách mới là Tổng thống Iran. Lễ xác nhận được tổ chức tại thủ đô Tehran với sự chứng kiến của các quan chức cấp cao của Iran và các nhà ngoại giao nước ngoài và được phát sóng trên truyền hình cả nước. Ông Pezeskian sẽ thay thế cố Tổng thống Ebrahim Raisi, người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng vào tháng 5 vừa qua. Tổng thống mới của Iran dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức trước quốc hội của nước này vào ngày 30 tháng 7. Theo kế hoạch ban đầu, Iran tiến hành bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới vào năm 2025. Tuy nhiên, cuộc bầu cử đã được đẩy lên sớm sau khi tổng thống Ebrahim Raisi tử nạn trong vụ rơi trực thăng ngày 19 tháng 5 vừa qua tại vùng núi ở tây bắc nước này. Ngày 20 tháng 5, nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei đã bổ nhiệm phó tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber làm tổng thống lâm thời. Theo quy định của hiến pháp Iran, tổng thống lâm thời cần tổ chức cuộc bầu cử tổng thống mới trong vòng tối đa 50 ngày. Ông Mokhber quyết định không tham gia tranh cử. Theo kết quả bầu cử vòng 2 diễn ra hồi đầu tháng này, ông Pezeskian đã giành chiến thắng trước ứng cử viên có quan điểm bảo thủ, Saez Jalili. Tại Iran, lãnh tụ Khamenei có tiếng nói cuối cùng trong tất cả các vấn đề của nhà nước, bao gồm cả chính sách đối ngoại và hạt nhân của nước này, cũng như các lựa chọn sắp tới của ông Pizekian cho các vị trí chủ chốt trong nội các như Bộ trưởng Ngoại giao và Tình báo. Với việc lãnh tụ tối cao kiểm soát tất cả các vấn đề của nhà nước, ông Pezeskian không được kỳ vọng mang đến những thay đổi lớn trong chính sách của Iran. Quyền lực cao nhất trong chính sách khu vực không phải là tổng thống, mà là lực lượng vệ binh cách mạng, những người chỉ tuân theo lệnh của đại giáo chủ Khamenei. Dù vậy, việc ông Pezeshkian đắc cử được cho đã nâng cao hy vọng về sự tan băng trong quan hệ đối địch của Iran với phương Tây, có thể mở ra cơ hội giảm bớt tranh chấp hạt nhân giữa các cường quốc thế giới. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Hàng chục chiến binh Wagner đã thiệt mạng và một trực thăng của Nga bị phá hủy trong một cuộc phục kích của một nhóm quân có liên quan tới mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Theo Telegraph, nhóm Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimien, viết tắt là GNIM, đồng minh của Al-Qaeda, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào đoàn xe Wagner gần thị trấn sa mạc Tinja Otene trên biên giới với Algeria. Thông qua kênh Telegram, GNIM cho biết lực lượng trên đã sử dụng một số thiết bị nổ tự chế mạnh để chặn đoàn xe và cuộc phục kích đã làm thiệt mạng 50 lính tư nhân Wagner và 10 binh sĩ Mali. Các cảnh quay trên mạng xã hội cho thấy hàng chục thi thể mặc quân phục ngụy trang nằm rải rác trên cát. Một số thi thể đeo thành giá chính thông giáo quanh cổ. Trong số các bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, xác máy bay trực thăng nằm giữa đống đổ nát của những ngôi nhà đất và một chiếc xe tải quân sự dường như đã bị lật úp. Theo thông tin xuất hiện trên các kênh Telegram có liên quan tới lực lượng Wagner, một trong số các chỉ huy của công ty tư nhân này, tên hiệu là Lotus, dường như cũng thiệt mạng trong vụ phục kích ở Mali. Lotus nổi tiếng là một trong những chỉ huy nhiều kinh nghiệm và dũng cảm nhất của Wagner. Tên tuổi của người này gắn liền với hàng loạt trận chiến và chiến dịch quân sự, những nơi Lotus chứng tỏ được phẩm chất lãnh đạo xuất sắc của bản thân. Một cổ động viên Wagner và là một blogger quân sự có 250.000 người đăng ký đã xác nhận cuộc tấn công. Theo người này, đoàn xe Wagner được trang bị kém với những chiến binh chưa nhiều kinh nghiệm đã bị dụ vào cuộc phục kích sau khi rời tin ra Otene. trong khi đó phát ngôn viên mohamed el ramadan của csp dpa liên minh gồm các nhóm vũ trang ly khai chủ yếu là người torek cho biết các chiến binh Azawad đang kiểm soát ở tin ra Otene và xa hơn về phía nam ở khu vực kindan lính tư nhân nga và lực lượng vũ trang mali đã bỏ chạy những người khác đã đầu hàng một chính trị gia địa phương cũng nói với afp rằng quân đội mali đã rút lui binh sĩ và wagner không còn ở đó nữa trong khi đó, quân đội Mali nói các đơn vị của họ tuần tra ở Tiza Otene trong 3 ngày đã bắt đầu các chiến dịch rút lui. Phía quân đội Mali tuyên bố giao tranh dữ dội chống lại liên minh khủng bố vẫn tiếp diễn, đồng thời khẳng định khu vực nói trên vẫn được giám sát và tình hình đang được theo dõi đặc biệt và 5 mục tiêu khủng bố đã bị xử lý một cách thành công. Ấn Độ đang tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế với Nga, ngay cả khi nước này đang đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến xung đột ở Ukraine. Nga và Ấn Độ đặt ra mục tiêu thương mại song phương đầy tham vọng là 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, tăng 50% so với mức 66 tỷ đô la Mỹ hiện tại. Thủ tướng Narendra Modi đã thăm Nga trong tháng này để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của hai nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi Nga tiến hành hoạt động quân sự và mối quan hệ kinh tế của hai nước là chủ đề nổi bật trong các cuộc thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin. Cựu Ngoại trưởng Ấn Độ Vinay Kawacha cho biết, ông Modi đã nêu lên nhu cầu mở rộng giỏ hàng hóa thương mại giữa hai nước và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa Ấn Độ cả trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Ông Ajay Srivastava, đồng sáng lập của Tổ chức Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu GTRI, thông tin Mặc dù mục tiêu thương mại 100 tỷ đô la Mỹ có vẻ khả thi, nhưng mối quan tâm chính của Ấn Độ là về việc kiểm soát thâm hụt thương mại 57 tỷ đô la Mỹ và tìm kiếm một cơ chế thanh toán hiệu quả cho các giao dịch với Moscow. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024, xuất khẩu của New Delhi sang Moscow chỉ đạt 4,26 tỷ đô la Mỹ, trong khi nhập khẩu, chủ yếu là dầu thô và sản phẩm dầu mỏ, đạt 61,43 tỷ đô la Mỹ. Tổng cộng 65,69 tỷ đô la Mỹ và nghiêng mạnh về phía Nga. Tổng giá trị thương mại này cũng tăng 33% so với mức 49,36 tỷ đô la Mỹ của năm trước. Ông Srivastava nhấn mạnh sự gia tăng mạnh mẽ trong nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga dẫn đến mất cân bằng thương mại đáng kể. Trong khi đó, thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Nga tăng từ 2,8 tỷ đô la Mỹ vào năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 trước khi xảy ra xung đột Nga-Ukraina lên 57,2 tỷ đô la Mỹ hiện nay. Hai nước đang nỗ lực tăng cường thương mại bằng đồng rupee, rup để thay thế cho các cơ chế thanh toán quốc tế đã bị hạn chế do các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Nga. Đất nước Nam Á cũng đang tìm cách khai thác các cơ hội xuất khẩu lớn hơn như cung cấp các loại hàng hóa mà Nga không thể có được từ nước khác do các lệnh trừng phạt. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Sunil Bhatwan cho biết nước này xem xét xuất khẩu các mặt hàng như điện tử, sản phẩm kỹ thuật và các mặt hàng khác cũng như nhập khẩu dầu mỏ. Ấn Độ đã yêu cầu Nga xem xét một số rào cản phi thuế quan mà các nhà xuất khẩu của nước này phải đối mặt, chủ yếu trong các lĩnh vực như hải sản và dược phẩm. Lãnh đạo hai nước cũng thảo luận về việc thúc đẩy thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và Liên minh kinh tế Á Âu mà hai nước đã tổ chức một vòng đàm phán. Sau cuộc gặp, cựu ngoại trưởng Ấn Độ dự đoán những việc này sẽ được đẩy nhanh trong thời gian tới. Vừa qua, hãng thông tấn Bernama của Malaysia dẫn lời Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết, nước này đã gửi đơn đề nghị gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, BRICS. Theo thông báo, Malaysia đã gửi đơn đến Nga, nước hiện giữ cương vị chủ tịch luân phiên của BRICS, trong đó bày tỏ sẵn sàng tham gia nhóm với tư cách nước thành viên hoặc đối tác chiến lược. Trước đó, Thủ tướng Ibrahim cũng đã tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang có chuyến thăm Malaysia. Theo ông Anwar, cuộc hội đàm tập trung vào đơn xin gia nhập BRICS của Malaysia Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cam kết rằng, với tư cách là nước chủ tịch BRICS, Nga sẽ giúp Malaysia thúc đẩy mối quan tâm của quốc gia Đông Nam Á này đối với quan hệ đối tác của BRICS. Vào tháng 6, Malaysia xác nhận có kế hoạch gia nhập BRICS. Ông Anoa đánh giá tổ chức quốc tế này có ý nghĩa chiến lược với Malaysia, đồng thời nhận định vị trí địa lý của nước mình sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khối. Thủ tướng Anoa bình luận, phương Tây muốn kiểm soát quỹ đạo của thế giới, nhưng chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận điều này. Các quốc gia độc lập có quyền tự do bày tỏ nguyện vọng, trật tự thế giới đơn cực không còn tồn tại. Sự trỗi dậy của BRICS và Trung Quốc đang mở ra niềm hy vọng mới về kiểm soát và cân bằng quyền lực toàn cầu. Ngoài Malaysia, một số quốc gia đã bày tỏ quan tâm gia nhập nhóm. Hồi đầu tháng 7, Ngoại trưởng Venezuela Ivan Gil cho biết, ông và đại sứ Ấn Độ tại Caracas, Sri Pique đã thảo luận về việc Venezuela dự định gia nhập BRICS. Venezuela hy vọng có thể gia nhập BRICS trong năm nay với tư cách là thành viên chính thức Tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm được tổ chức vào tháng 10 ở Nga. Trong tháng 6, Bộ ngoại giao Thái Lan cũng cho biết, nước này đã đệ đơn chính thức xin gia nhập BRICS tại cuộc họp cấp bộ trưởng của nhóm được tổ chức một tuần trước đó, đồng thời hy vọng sớm được chấp nhận là thành viên BRICS tại cuộc họp thượng đỉnh sắp tới ở Nga. BRICS thành lập năm 2009 với thành viên ban đầu là các nền kinh tế mới nổi Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Nam Phi gia nhập năm 2010. Đến nay Nhóm này được mở rộng gồm Iran, Ai Cập, Ethiopia và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Tổ chức này đóng góp khoảng 25% GDP, 40% dân số và 20% thương mại toàn cầu. Hơn 20 quốc gia khác cũng đang bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS. BRICS được coi là đối trọng của G7 gồm Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italia. Ngoài việc hỗ trợ cho các thành viên, tổ chức này nhiều năm qua còn đặt mục tiêu tung ra đồng tiền chung giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Năm 2015, họ thành lập NDB, giải pháp thay thế cho Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới VKB, vốn do Mỹ và châu Âu thống trị. Nhưng sau 9 năm hoạt động, NDB chỉ cho vay được 33 tỷ đô la Mỹ, khá nhỏ so với IMF và VKB. Một tàu chở dầu nữa vừa chìm ngoài khơi Philippines, trong bối cảnh hậu quả từ vụ chìm một tàu chở 1,4 triệu lít dầu cách đây vài ngày vẫn chưa được khắc phục. Người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, chuẩn đô đốc Amando Balilo cho biết, tàu chở dầu MTKR Jason Bradley bị chìm ngoài khơi vào lúc 17 giờ ngày 27 tháng 7 giờ địa phương. Theo ông Balilo, ba tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển đã đến hiện trường vụ tai nạn và xác định vị trí tàu chìm. Nhóm nghiên cứu đã xác nhận có một vệt dầu loang trong khu vực này và đang triển khai các phao chắn dầu nhằm bảo đảm vệt dầu không lan rộng. Các hoạt động cứu hộ có thể kéo dài từ 1 đến 2 tuần. Ông Balilo cũng thông báo, lực lượng chức năng Philippines phải hoãn thu hồi nhiên liệu từ tàu chở dầu MT Terra Nova bị chìm trước đó ở vịnh Manila, trong khi nỗi lo về một thảm họa môi trường ngày càng tăng khi dầu dò dỉ bắt đầu tràn vào bờ. Ông Balilo nêu rõ, việc hút 1,4 triệu lít dầu nhiên liệu công nghiệp từ khoang tàu MT Terranova sẽ bị lùi đến ngày 30 tháng 7 để thợ lặn có thể bịt kín 9 van dò dỉ nước. Theo ông Balilo, bất chấp thời tiết xấu, các thợ lặn đang cố gắng bịt kín các van này nhằm ngăn chặn dầu bị dò dỉ thêm. Trước đó, tàu chở dầu MT Terranova bị chìm ngoài khơi thị trấn Limay, cũng thuộc tỉnh Bataan, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và Philippines phải đối mặt nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu tồi tệ nhất từ trước đến nay. Ông Balilo cho hay, dầu bị dò dỉ hiện đã tràn đến vùng bờ biển ở bờ biển thành phố Hagonoy, cách Manila khoảng 40 km về phía tây bắc. Các đội dọn dẹp của lực lượng bảo vệ bờ biển đã được điều động đến khu vực này để phun chất phân tán dầu. Tuy nhiên, vẫn chưa thể ước tính được những thiệt hại đối với bãi biển này do sự cố tràn dầu gây ra. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã cảnh báo rằng nếu toàn bộ dầu bị dò rỉ sẽ gây ra thảm họa môi trường. Cơ quan này cũng đã kêu gọi ngư dân tạm dừng đánh bắt cá ở vịnh Manila để tránh tiêu thụ cá bị ô nhiễm. Các vụ chìm tàu xảy ra trong bối cảnh mưa lớn dưới ảnh hưởng của bão Gemi kết hợp cùng với gió mùa đổ bộ vào Manila và các khu vực lân cận. Philippines từng phải đối mặt với nhiều vụ tràn dầu. Năm 2023, lực lượng chức năng của Philippines đã phải mất nhiều tháng để xử lý sự cố tàu chở 800.000 lít dầu nhiên liệu công nghiệp bị chìm ngoài khơi đảo Mindoro ở miền trung nước này, gây ô nhiễm các bãi biển ở khu vực này cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành đánh bắt cá và du lịch. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin won sik cho biết, Triều Tiên có thể đang cân nhắc một vụ thử hạt nhân gần thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để nâng cao vị thế của nước này. Theo hãng tin Bloomberg, cảnh báo trên đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên được cho là đang triển khai các đầu đạn mới, có khả năng tấn công Mỹ và các đồng minh của nước này ở châu Á. Ông Shin cũng cho biết, Seoul sẽ ký thỏa thuận với Nhật Bản và Mỹ để chuẩn hóa quy trình theo dõi tên lửa phóng từ Triều Tiên. Ông đã đến Tokyo để ký thỏa thuận với Mỹ và Nhật Bản nhằm đảm bảo lợi ích trong hợp tác an ninh, bao gồm đẩy mạnh tập trận chung. Ông Shin nói, Triều Tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị để tiến hành thử hạt nhân khi có quyết định. Chúng tôi không thể loại trừ khả năng thời điểm quyết định đó diễn ra ngay trước hoặc sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ để tăng đòn bẩy chống lại Washington. Lần thử nghiệm vũ khí hạt nhân gần đây nhất của Triều Tiên diễn ra hồi tháng 9 năm 2017. Theo các chuyên gia, đây được xem là quả bom nguyên tử mạnh nhất của nước này cho đến nay với sức công phá ước tính từ 120 đến 250 kiloton. Trong báo cáo được công bố hồi tháng 1 năm 2023, Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul ước tính Triều Tiên đang sở hữu khoảng từ 80 đến 90 đầu đạn hạt nhân nước này đang hướng tới mục tiêu sở hữu từ 100 đến 300 đầu đạn trong dài hạn. Ông Shin cho biết, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt đầu chia sẻ dữ liệu thời gian thực với các vụ phóng tên lửa kể từ tháng 12 và đã đưa ra các quy trình vận hành tiêu chuẩn để chia sẻ thông tin. Chuyến thăm Nhật Bản của ông Shin là chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc tới quốc gia Đông Á trong 15 năm qua. Hợp tác giữa Tokyo và Seoul đã phát triển sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức cách đây khoảng 2 năm và nỗ lực hàn gắn mối quan hệ từng dạn nứt do các vấn đề lịch sử. Điều này dẫn đến việc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tăng cường hợp tác ba bên, giúp các quốc gia châu Á xích lại gần nhau hơn về các vấn đề an ninh. Mỹ đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ ở cả hai quốc gia. Trong chuyến thăm Nhật Bản, ông Shin đã hoan nghênh mối quan hệ được cải thiện và cho biết điều này vì lợi ích của cả hai quốc gia. Về phần mình, Triều Tiên đã nhiều lần chỉ trích mối quan hệ hợp tác Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, cũng như các cuộc tập trận chung giữa các bên cáo buộc đây là động thái thách thức. Tờ The Wall Street Journal và The Telegraph đưa tin, cuộc đua vào Nhà Trắng đang có sự cân bằng khi khoảng cách dẫn trước 6 điểm của ông Trump so với Tổng thống Joe Biden đã bị thu hẹp xuống còn 2 điểm sau khi bà Kamala Harris thay thế ông Biden trở thành ứng cử viên Tổng thống hàng đầu của Đảng Dân Chủ. Với biên độ sai số cộng hoặc trừ 3,1 điểm phần trăm, ông Trump và bà Harris hiện có vị trí ngang nhau trong cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống vào tháng 11 tới các cử tri da đen, người Mỹ Latin và cử tri trẻ tuổi đều thể hiện sự ủng hộ đối với bà Harris mạnh mẽ hơn so với ông Biden, 63% so với 51%. Đây là một phát hiện có thể giúp ích cho bà Harris ở các tiểu bang dao động quan trọng, bao gồm Arizona, Nevada, Georgia và Bắc Carolina. Tuy nhiên, cuộc thăm dò cũng chứa được một lời cảnh báo đối với bà Harris, đó là tỷ lệ ủng hộ 63% mà nữ phó tổng thống có được từ các cử tri không phải da trắng vẫn thấp hơn con số 73% đã bỏ phiếu cho ông Biden 4 năm trước. Mặc dù nó cao hơn 51% ủng hộ, mà tổng thống Joe Biden có cho đến khi rời khỏi cuộc đua. Cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng sự ủng hộ dành cho các ứng cử viên độc lập và ứng cử viên của đảng thứ ba, bao gồm Robert Kennedy Jr., một thành viên của gia đình chính trị nổi tiếng nhất nước Mỹ, đang gây tổn hại nhiều hơn cho ông Trump. Bà Harris dẫn trước ông Trump một điểm khi ông Kennedy tham gia cuộc đua. Trước đó, theo kênh Al Jazeera ông robert kennedy jr đang tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay nhưng tính chất độc lập của ông đã bị đặt dấu hỏi trong tuần này sau khi cuộc trò chuyện giữa ông và ứng cử viên đảng cộng hòa donald trump bị dò dỉ trong cuộc trò chuyện diễn ra sau khi bị ám sát hụt ông trump dường như đang thu hút ông kennedy tham gia chiến dịch tranh cử của mình ông trump cũng tỏ ra đồng quan điểm chống vaccine với ông kennedy ông stephen smith giáo sư danh dự tại khoa khoa học chính trị thuộc đại học bang iowa nhận định Cuộc gọi này là một nỗ lực nhằm vô hiệu hóa hoặc thu hút ông Robert Kennedy Jr. để ông ấy không lấy bớt lá phiếu của các cử tri tiềm năng của ông Trump. Ông Trump đang sử dụng chiến thuật nghệ thuật đàm phán để đạt được mục tiêu chính trị nhỏ nhưng quan trọng đó. Là thành viên của gia đình Kennedy, Robert Francis Kennedy Jr. là con trai của cố bộ trưởng tư pháp và thượng nghị sĩ Mỹ Robert Kennedy, đồng thời là cháu trai của tổng thống thứ 35 John Kennedy và cố thượng nghị sĩ Ted Kennedy. Ông đã vận động tranh cử với tư cách là một ứng viên độc lập phần lớn có quan điểm tự do trong các vấn đề như phá thai, đồng thời ủng hộ các giải pháp thị trường tự do theo chủ nghĩa tự do về môi trường và tin vào các thiết âm mưu về vaccine. Theo đánh giá, không có ứng cử viên độc lập nào giành được chức tổng thống trong hơn một thế kỷ rưỡi qua ở Mỹ. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, ông Kennedy nhận được tỷ lệ ủng hộ 8%. Tuy nhiên, ông Kennedy có điều mà các chuyên gia gọi là nhân tố X. Các cuộc thăm dò hồi tháng 5 cho thấy, việc ông sử dụng mạng xã hội và thu hút các cử tri trẻ tuổi có thể mang lại cho ông sức ảnh hưởng khó lường ở các bang dao động quan trọng như Bắc Carolina. Hội đồng bầu cử của bang này đã bỏ phiếu để chứng nhận cho đảng We Are The People mà những người ủng hộ ông Kennedy đang sử dụng làm phương tiện để ông tranh cử ở một số bang. Theo bà Smith, cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều coi ông Kennedy là một mối đe dọa. Bà nói, vì vậy việc ông Trump đề nghị ông Kennedy ủng hộ mình là điều hợp lý. Ông Trump muốn cử tri của ông Kennedy ủng hộ mình vì đó là nhóm nhân khẩu học mà bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào cũng muốn giành lá phiếu. Theo tờ Newsweek, sau khi xuất hiện những tin đồn rằng ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump có thể hối hận khi chọn thượng nghị sĩ bang Ohio, James David Vance làm người tranh cử cùng mình, lãnh đạo đa số thượng viện Chuck Schumer, thành viên đảng Dân Chủ cho biết ông Trump có thể thay thế phó tướng này trong vòng 10 ngày. Các thông tin trước đó cho rằng ông Trump có thể đã nhận ra sai lầm khi chọn nghị sĩ Vance làm ứng cử viên phó tổng thống trong bối cảnh tổng thống Joe Biden từ bỏ cuộc đua và ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris nhận đề cử của đảng Dân Chủ để tranh cử vào tháng 11. Nhiều suy đoán cũng tiếp tục gia tăng khi thượng nghị sĩ James David Vance vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận và truyền thông khi những bình luận của ông trước đây bị đào lại. Trong đó, ông từng phát biểu rằng nước Mỹ được điều hành bởi những quý cô mèo không con trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào năm 2021. Tuy nhiên, những thông tin đồn đoán như vậy tiếp tục bị ban vận động tranh cử và chính ông Trump phủ nhận. Giám đốc truyền thông Steve Young đã bác bỏ các báo cáo trong một tuyên bố. Tổng thống Trump rất vui mừng với sự lựa chọn của ông dành cho thượng nghị sĩ Vance và họ là cặp hoàn hảo để giành lại Nhà Trắng. Bất kỳ báo cáo nào về điều ngược lại chỉ là những tin tức giả lố bịch từ những nguồn không tồn tại hoặc những trang cá nhân không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, đảng dân chủ hoàn toàn hỗn loạn sau cuộc đảo chính buộc ông Biden phải rời khỏi chiến dịch tranh cử chứng tỏ họ là mối đe dọa thực sự đối với nền dân chủ. Trong khi đó, khi xuất hiện trên chương trình Face Generation của CBS News, thượng nghị sĩ dân chủ Schumer đã phát biểu về người đồng hành cùng ông Trump. Ông nói, việc bổ sung ông James David Vance vào tấm vé này là một lựa chọn cực kỳ tồi tệ. Tôi nghĩ ông Donald Trump, tôi biết ông ấy và tôi nghĩ có lẽ ông ấy đang ngồi xem TV và hàng ngày phát hiện ra ông Vance đã làm điều gì đó cực đoan hơn, kỳ lạ hơn, thất thường hơn. Và tôi cá là ông Trump đang ngồi đó, gãi đầu và tự hỏi, tại sao tôi lại chọn anh chàng này? Trong một tuyên bố gửi qua email cho Newsweek, giám đốc truyền thông Trung đã lên án nhận xét của thượng nghị sĩ Schumer và khẳng định rằng cựu tổng thống vui mừng với sự lựa chọn bạn tranh cử của mình. Theo Mitch Brown, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Auburn, nếu ông Trump muốn thay thế ông Vest thì ông hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên, ông Brown cảnh báo mọi chuyện sẽ không đơn giản khi ông Trump chọn người liên danh tranh cử lần thứ hai nếu nhìn vào các quy tắc của ủy ban quốc gia đảng cộng hòa (RNC) được thông qua vào năm 2020, các quy tắc nêu rõ rằng vị trí chống của ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa hoặc người đồng tranh cử có thể được RNC bổ sung hoặc RNC có thể triệu tập lại đại hội toàn quốc để bỏ phiếu tìm người thay thế. Những suy đoán liên quan đến ông West đã xuất hiện sau khi thượng nghị sĩ này được ông Trump chọn làm người liên danh tranh cử phó tổng thống tại đại hội toàn quốc đảng cộng hòa ở Milwaukee. Lý do là vì ông West là ứng cử viên phó tổng thống không đương nhiệm đầu tiên có tỷ lệ thuận lợi âm sau một đại hội kể từ năm 1980 theo kết quả của một số cuộc thăm dò. Theo phóng viên dữ liệu cấp cao của CNN, Harry Inten, tỷ lệ thuận lợi của ông Vance là âm 6 điểm sau đại hội. Phóng viên Inten cho biết, hiện tượng này đã quay trở lại từ năm 1980. Ông ấy là người đầu tiên ngay sau một đại hội đảng, một lựa chọn phó tổng thống, người thực sự có tỷ lệ ủng hộ âm. Mức trung bình kể từ năm 2000 là dương 19 điểm. Ông Vance đang làm nên lịch sử theo một cách hoàn toàn sai lầm. Trang news.com.au đưa tin, hai tuần sau khi bị một sát thủ bắn vào vành tay, vết thương của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lành rất nhanh và dường như đã hồi phục hoàn toàn. Trong vụ ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa bị ám sát hụt, tay súng Thomas Matthew Crooks khai hỏa 8 phát từ khẩu súng trường kiểu AR-15 khi ông Trump vận động tranh cử tại thị trấn Butler thuộc bang Pennsylvania vành tai và mặt của ông Trump dính máu và nhanh chóng được mật vụ sơ tán, còn tay súng bị bắn hạ. Reuters dẫn lời ông Ronnie Jackson, cựu bác sĩ của ông Trump cho biết, cựu tổng thống phục hồi khá nhanh sau so vết thương do đạn bắn. Trong một lá thư được đăng tải trên mạng xã hội, ông Jackson mô tả vết đạn tạo ra một vết thương rộng 2 cm kéo dài xuống bề mặt sụn của tay. Ban đầu có chảy máu đáng kể, sau đó là sưng tấy toàn bộ tay trên. Vết sưng tấy đã biến mất và vết thương bắt đầu đóng vảy và lành lại bác sĩ Jackson đã đánh giá và điều trị vết thương hàng ngày cho ông Trump. Ông cho biết vết thương không cần khâu nhưng do tai có nhiều mạch máu nên thi thoảng vẫn rỉ máu và cần phải băng bó. Ông Jackson cho hay cựu Tổng thống sẽ được kiểm tra thêm bao gồm cả kiểm tra thính lực toàn diện nếu cần thiết. Sau vụ việc, ông xuất hiện với miếng băng lớn trên tay phải. Hình ảnh này trở thành biểu tượng khi những người hâm mộ ông bắt trước đeo miếng băng tương tự. Cựu ngôi sao quần vợt Mỹ gốc Cộng hòa Séc Martina Navratilova khi đó chỉ trích đó là màn PR nhằm gây ấn tượng với cử tri. Chưa đầy 2 tuần sau, ông xuất hiện và dường như đã hồi phục một cách kỳ diệu. Tại hội nghị bảo thủ của tổ chức Turning Point Action tại Florida, cựu tổng thống xuất hiện mà không còn miếng băng với vành tai dường như đã lành hẳn. Ông xuất hiện tại sự kiện này trong bối cảnh có những phát biểu khác nhau về việc liệu ông thực sự trúng viên đạn hay mảnh vỡ từ viên đạn, thậm chí có người nghi ông bị thương do mảnh thủy tinh hoặc bị thương do mật vụ sù ngã để che chắn. Cục điều tra liên bang FBI xác nhận rằng ông đã bị trúng đạn. Cụ thể, FBI ra thông cáo xác nhận rằng thứ bắn trúng tay cựu tổng thống là một viên đạn, dù còn nguyên vẹn hay đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Sau đó, ông tuyên bố sẽ trở lại vận động ngoài trời với sự bảo vệ bổ sung của mật vụ, dù lực lượng này khuyến cáo ông chỉ nên tổ chức trong nhà. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump khen ngợi nữ mật vụ đã dũng cảm che chắn cho ông trong vụ ám sát hụt, dù nhiều người chê nữ nhân viên an ninh quá nhỏ để có thể bảo vệ ông. Phát biểu tại một cuộc meeting ở Saint Cloud, Minnesota cuối tuần qua, ông Donald Trump đã khen ngợi hành động của nữ mật vụ trong vụ ám sát hụt ông vào ngày 13 tháng 7 năm 2024. Ông Trump nói trước đám đông, đó là một sự dũng cảm lớn, tất cả mọi người. Trong đó, có một phụ nữ bên phải đã che chắn cho tôi. Cô ấy đã che chắn cho tôi bằng mọi thứ có thể. Cựu Tổng thống Mỹ tiếp tục, Cô ấy bị tin tức giả chỉ trích vì không đủ cao, nhưng cô ấy rất dũng cảm, như thể muốn hứng đạn cho tôi. Nữ mật vụ xuất hiện trong bối cảnh ông Donald Trump bị trúng đạn khi vận động tranh cử ở Pennsylvania là chủ đề tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Ngay cả ông trùm công nghệ Elon Musk cũng cho rằng người phụ nữ có vẻ quá thấp để có thể bảo vệ cựu tổng thống một cách hiệu quả. Ông này cho rằng tình huống đó cần những người có vóc dáng đủ lớn để hoàn thành nhiệm vụ. Trong sự kiện cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị ám sát hụt tại bang Pennsylvania các đặc vụ bảo vệ cựu tổng thống đã nhào lên sân khấu che chắn cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Chỉ vài giây sau khi tiếng súng nổ ra, dù không còn là tổng thống, ông Donald Trump vẫn nhận sự bảo vệ 24 trên 7 của cơ quan mật vụ Mỹ, những người luôn trong tư thế sẵn sàng trở thành bia đỡ đạn cho ông trong tình huống hiểm nghèo. Mật vụ Mỹ là một trong những cơ quan liên bang lâu đời nhất. Cơ quan này được cố tổng thống Abraham Lincoln thành lập năm 1865 với chức năng ban đầu là cơ quan chuyên trách giải quyết nạn tiền giả tràn lan trên thị trường. Mật vụ Mỹ bắt đầu chính thức được giao nhiệm vụ bảo vệ các đời tổng thống, cựu tổng thống, gia đình và những yếu nhân khác từ năm 1901, sau khi tổng thống William McKinley qua đời do bị ám sát. Theo thời gian, chức năng và nhiệm vụ của cơ quan này liên tục thay đổi. Tuy nhiên, đến nay cơ quan này chủ yếu thực hiện hai nhiệm vụ chính: bảo vệ yếu nhân và điều tra các tội phạm tài chính khác nhau, bao gồm gian lận thẻ tín dụng, rửa tiền. Đến nay, danh sách nhân vật nhận được sự bảo vệ thường trực của mật vụ Mỹ bao gồm: tổng thống phó tổng thống hoặc cá nhân tiếp theo trong danh sách kế vị tổng thống. Trường hợp phó tổng thống không thể phục vụ, ứng viên tổng thống, phó tổng thống mới đắc cử và gia đình họ. Sau vụ ông Trump bị bắn, bà Omarosa Mangal Newman từng làm việc trong chính quyền Mỹ khi ông Trump còn làm tổng thống và làm việc tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tổng thống của Bill Clinton nhận định đây là tình huống xấu nhất mà các thành viên thuộc cơ quan mật vụ Mỹ đã được đào tạo để đối phó. Theo 9news.com.au hiện nhà chức trách vẫn chưa tìm ra động cơ của kẻ tấn công. Điều này đã làm dấy lên sự phẫn nộ của lưỡng đảng về thất bại của cơ quan mật vụ trong việc bảo vệ cựu tổng thống. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình, nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Mới đây, cơ quan tình báo Ukraine cho biết quân đội nước này đã điều khiển máy bay không người lái UAV vượt quãng đường kỷ lục 1.770 km, tương đương 1.100 dặm, tấn công một căn cứ không quân của Nga ở Murmansk. Tờ Pravda dẫn các nguồn tin tình báo cho biết cuộc không kích này nằm trong một chiến dịch tấn công mới của Ukraine, trong đó UAV được sử dụng rộng rãi để tấn công các căn cứ không quân và nhà máy lọc dầu của quân đội Nga quyền thống đốc khu vực Alexei Smirnov cho biết ba bồn chứa tại một kho chứa dầu ở vùng Kursk của Nga đã bốc cháy do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác của Ukraine. Ông Smirnov cho biết trên trang cá nhân Telegram rằng không ai bị thương trong vụ tấn công và đám cháy ở một trong ba bồn chứa đã được dập tắt nhanh chóng. Ít nhất 82 lính cứu hỏa đã tham gia dập tắt đám cháy ở hai bồn chứa còn lại. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của Moscow đã tiêu diệt hai máy bay không người lái của ukraine tại vùng kursk trước đó ukraine cho biết lực lượng tên lửa của nước này đã thực hiện một cuộc tấn công vào một sân bay quân sự của nga ở crimea điểm cất cánh của các máy bay ném bom được sử dụng trong các cuộc giao tranh bộ tham mưu quân đội ukraine cũng cho biết sân bay saki của nga ở phía tây crimea là mục tiêu mới nhất vừa bị tấn công và đang đánh giá hậu quả quân đội nga thường sử dụng sân bay saki để kiểm soát bầu trời ở crimea và Biển Đen. Các máy bay Nga cất cánh từ sân bay Saki cũng có thể tham gia các nhiệm vụ tập kích trong lãnh thổ Ukraine. Nhờ khả năng bay độ cao 1.000m nằm ngoài tầm bắn của súng máy và súng trường tự động, máy bay không người lái đã được sử dụng rộng rãi trong suốt thời gian giao tranh giữa Nga và Ukraine để thực hiện các nhiệm vụ tấn công và trinh sát. Kiev đã đầu tư nguồn lực vào UAV trong nước để thu hẹp khoảng cách về khả năng tấn công với Nga. Ukraine cũng tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào các mục tiêu của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, các khu vực trên lãnh thổ Nga liên tục trở thành mục tiêu bị tấn công. Tần suất các vụ tấn công kiểu này có xu hướng tăng lên trong bối cảnh Moscow đang chiếm ưu thế ở chiến tuyến. Những cuộc tập kích cho thấy năng lực tấn công tầm xa và công nghệ phát triển máy bay không người lái UAV của Ukraine đã được cải thiện đáng kể Do không thể nhanh chóng sản xuất tên lửa tầm xa và khó tiếp cận tên lửa do phương Tây sản xuất, Kiev đã tập trung phát triển các phương tiện tầm xa không người lái để tấn công Nga. Một trong những mục tiêu khác của Kiev là khiến Nga phân tâm và buộc phải rút bớt lực lượng từ kế hoạch quân sự ở Ukraine để tăng cường phòng thủ biên giới. Vừa qua, Moscow cáo buộc Ukraine đã phóng khoảng 20 máy bay không người lái UAV vào khu vực Kursk thuộc lãnh thổ Nga, phá hủy một kho dầu ở đây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên trang Telegram rằng hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy 19 UAV được phóng từ Ukraine trong đêm. 9 máy bay không người lái đã bị loại bỏ ở Belgorod, nằm trước bị bắn hạ tại Bryansk và số còn lại rơi xuống Voronezh và Leningrad. Tất cả các khu vực này đều nằm ở phía tây nước Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra số lượng máy bay chính xác mà Kiev đã sử dụng trong cuộc tấn công lần này. Ông Andrei Smirnov, thống đốc Kursk, cho biết lính cứu hỏa đã cố gắng dập tắt đám cháy kho dầu trong khu vực do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gây ra. Các cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại nhỏ cho một số tòa nhà. Tại khu vực Orion, một nhà máy điện đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Ukraine thực hiện. Theo các nhà quan sát, Ukraine thường tấn công có hệ thống nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng và quân sự của Nga để ngăn nước này tiếp tục sản xuất và vận chuyển vũ khí, quân nhu phục vụ cuộc xung đột giữa hai nước. Hồi tháng 5, quỹ Carnegie thống kê, các lực lượng UAV của Ukraine đã tấn công hơn 15 nhà máy lọc dầu và một số kho chứa dầu của Nga. Trước đó, Kiev cũng cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là nhằm đáp trả việc Nga liên tục ném bom vào Ukraine. Nga cũng thường xuyên nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng khác của Ukraine, bao gồm cả các nhà máy điện, kể từ mùa đông đầu tiên của cuộc xung đột giữa hai nước ngay sau cuộc tấn công đầu tiên bằng máy bay không người lái ukraine nga lập tức phóng hai tên lửa đạn đạo tấn công nhà máy lọc dầu duy nhất còn hoạt động của ukraine ở kremenchak sau đó tiếp tục tấn công các cơ sở sản xuất điện lớn trên lãnh thổ đối phương không quân moscow chủ yếu sử dụng tên lửa hạng nặng để gây thiệt hại lớn thậm chí là phá hủy các hệ thống điều khiển và máy phát điện đắt tiền và khó thay thế của ukraine cuộc xung đột ukraine đã trở thành nơi thử nghiệm công nghệ tác chiến bằng máy bay không người lái khi cả hai bên đều sử dụng rộng rãi máy bay không người lái tấn công và trinh sát trên chiến trường. Kiev đã đầu tư nguồn lực vào sản xuất máy bay không người lái trong nước để thu hẹp khoảng cách về khả năng tấn công với Nga. Ukraine cũng tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào các mục tiêu của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cho biết khẩu đội pháo tự hành 2S19 MSTAS thuộc cánh quân trung tâm đã khai hỏa đạn dẫn đường chính xác cao Krasnopol để phá hủy xe tăng M1A1SA Abrams của quân đội Ukraine mắc kẹt trong bùn khi cơ động tại mặt trận Adipka thuộc tỉnh Donetsk. Dữ liệu định vị địa lý cho thấy xe tăng Abrams này trúng đạn gần làng Volchye, cách những khu vực Nga mới tuyên bố kiểm soát khoảng vài km. Trong video do quân đội Nga công bố, chiếc Abrams bị drone Nga phát hiện trong trạng thái nằm nghiêng trên một đoạn hào và chuyển dữ liệu mục tiêu cho pháo binh. Pháo tự hành MSTAS khai hỏa từ vị trí ngụy trang trước khi máy bay không người lái UAV Orlan 30 chiếu xạ laser cho quả đạn Krasnopol lao trúng mục tiêu. Vụ nổ lớn khiến xe tăng Abrams bốc khói, trong đó có cột khói từ trong tháp pháo và khoang động cơ nhưng chưa rõ mức độ hư hại cụ thể. Krasnopol là đạn pháo dẫn đường chính xác do Liên Xô nghiên cứu từ những năm 1970 được đưa vào sản xuất năm 1986. Krasnopol bao gồm đạn dẫn đường có sức nổ cao và thiết bị chỉ định mục tiêu bằng laser. Đạn pháo có trọng lượng 51 kg, trọng lượng đầu đạn là 20,5 kg, trong đó phần thuốc nổ nặng 6,5 kg. Krasnopol có lợi thế về tầm bắn khi có thể diệt mục tiêu cách xa tới 20 km, bán kính tìm kiếm mục tiêu 1 km. Ngoài ra, Krasnopol còn có khả năng bắn trúng mục tiêu di chuyển với tốc độ lên đến 40 km h giờ trong khi đó, binh sĩ Ukraine chê giáp của xe tăng Abrams, cụ thể kênh YouTube quân sự Ukraine Army TV đã đăng video các nhà báo nước này phỏng vấn kíp lái xe tăng M1 Abrams của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47, đơn vị có biệt danh Nắm đấm thép đang tác chiến ở mặt trận Adipka tại tỉnh Donetsk. Trong cuộc phỏng vấn, họ đã trao đổi về các điểm mạnh, yếu của mẫu xe tăng Abrams do Mỹ chuyển giao. Ông Dmitro, chỉ huy xe tăng Abrams của Lữ đoàn 47 Ukraine cho hay ưu điểm chính của nó là khả năng khai hỏa chính xác, độ ổn định tuyệt vời và tính cơ động dù có trọng lượng lớn. Ông cũng cho biết nhược điểm lớn nhất của mẫu xe tăng là nó không được trang bị giáp uranium nghèo và không có giáp phản ứng nổ RA ở tháp pháo. Ông nói, chúng tôi muốn Mỹ cung cấp giáp phản ứng nổ để có thể bảo vệ hai bên sườn cũng như tháp pháo, qua đó tăng tỷ lệ sống sót cho kíp lái. Bình luận về tiêm kích Su-30MKI, phi công Mỹ nói rằng, chiến đấu cơ này có nhược điểm nhanh chóng mất độ cao sau khi điều chỉnh lực đẩy, khiến nó gặp bất lợi trong tình huống không chiến. Hiện phía Nga không đưa ra bình luận. Quay trở lại năm 2008, một kịch bản hấp dẫn đã diễn ra trong khuôn khổ cuộc không chiến luyện tập giữa một chiếc F-15 của Mỹ và tiêm kích Su-30MKI của Không quân Ấn Độ, IAF. Sự kiện này diễn ra tại cuộc tập trận Red Flag đánh dấu lần chạm trán đầu tiên của Su-30MKI với đối thủ Mỹ. Đó là khoảnh khắc mà điểm mạnh và điểm yếu của cả hai máy bay được thể hiện rõ nét. Như viên phi công Mỹ mô tả, khi đó, chúng tôi bắt đầu kéo vào cuộc chiến tầm gần. Và sau đó đột nhiên bạn bắt đầu thấy phần đuôi của Su-30MKI được thay đổi và nó bắt đầu tạo ra lực đẩy vector. Nhưng sau đó, gần như ngay lập tức, Su-30MKI bắt đầu mất độ cao nhanh chóng. Nó rơi từ trên xuống nhanh đến mức bạn thậm chí không phải leo lên mà chỉ cần kéo cần lái về phía sau một chút tăng ga, kích hoạt vũ khí và lao vào bắn hạ. Viên sĩ quan không quân Mỹ USAF đã đưa ra một số nhận định, đặc biệt lưu ý việc IAF gặp phải các vấn đề với động cơ phản lực của Nga. Các phi công tiêm kích Ấn Độ đối diện nguy cơ gặp va chạm trên không. Điều này thể hiện qua việc IAF yêu cầu khoảng thời gian 60 giây giữa các lần cất cánh, khác biệt hoàn toàn với tiêu chuẩn 30 giây thông thường của các lực lượng không quân khác. Còn vấn đề khác phải xem xét, đó là những hạn chế được áp dụng cho Su-30 MKI trong quá trình tập trận. Radar NIIP BARS N011M mạnh mẽ do Nga sản xuất trên Su-30 MKI bị giới hạn ở chế độ huấn luyện, hạn chế đáng kể phạm vi và khả năng của nó. Điều này là một biện pháp chiến lược để ngăn chặn tình báo Mỹ lập bản đồ hệ thống radar tinh vi. Ngoài ra, quy định tập trận còn áp đặt các hạn chế khác, chẳng hạn như cấm phi công Ấn Độ sử dụng đường truyền dữ liệu, mồi nhử và pháo sáng. Trong khi cuộc tập trận Red Flag năm 2008 mang lại những hiểu biết giá trị về khả năng của F-15 và Su-30 MKI. Điều quan trọng là phải nhận ra những hạn chế ảnh hưởng đến kết quả và từ đó đề ra các biện pháp khắc phục. Hiện tại, Nga đã đưa gói nâng cấp cho tiêm kích Su-30 SM-2 bản nội địa hóa dựa trên Su-30 MKI. Su-30 SM-2 được thiết kế với phần khung làm từ titan và hợp kim nhôm có độ bền cao. Phần đầu thân máy bay có buồng lái, bộ phận radar và khoang điện tử hàng không. Phiên bản mới được trang bị hệ thống điện tử vô tuyến tinh vi cùng động cơ phản lực vector đa hướng AL41FS1, radar IR BIS N035, Su-30SM2 có thể sử dụng toàn bộ các loại vũ khí không đối không và không đối đất hiện đại, có độ chính xác cao, bao gồm bom lượn KB250 hay tên lửa X-59MK2. Ukraine tuyên bố đã phát triển và thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật Grom-2 nâng cấp có khả năng tấn công mục tiêu nằm ở khoảng cách xa tới 700 km. Việc phát triển vũ khí mới được thực hiện trên những thành tựu có sẵn trong dự án Grom-2, đồng thời còn lấy tên lửa Kalib của Nga để tham chiếu. Chương trình nói trên của Ukraine đã nhận được tài trợ từ một số quốc gia phương Tây. Các cuộc thử nghiệm mang lại kết quả khả quan, điều này khẳng định khả năng sẵn sàng sử dụng của nó trong điều kiện chiến đấu tầm bay lên tới 700 km tạo ra mối đe dọa rất nghiêm trọng. Mặc dù trọng lượng đầu đạn vẫn chưa được xác định, nhưng giới quan sát cho rằng Ukraine sẽ phải cắt giảm đáng kể trọng lượng đầu đạn nhằm tăng không gian cho bình nhiên liệu. Đây là bí quyết mang lại tầm bắn xa hơn. Việc đầu đạn bị thu nhỏ lại cũng gây ảnh hưởng, nhưng không ở mức quá lớn bởi với hệ thống dẫn đường tiên tiến do phương Tây hỗ trợ, độ sai lệch của tên lửa Chrome 2 nâng cấp đã thu nhỏ rất nhiều. Nếu vũ khí trên được đưa vào sản xuất hàng loạt, quân đội Nga có thể phải đưa các cụm trú quân kho tàng ra xa hơn khu vực tiền tuyến để tránh nguy cơ bị tấn công hủy diệt. Khi tầm xa tăng lên 700 km như hiện nay, về mặt lý thuyết, căn cứ không quân Novo Fedorovka trên bán đảo Crimea sẽ nằm trọn trong tầm bắn, kể cả khi tên lửa được khai hỏa từ khu vực phía tây nam Ukraine. Vào năm ngoái, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tên lửa tác chiến chiến thuật Grom-2 Ba tên lửa của hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS và hai máy bay không người lái của Ukraine đã bị đánh chặn tại khu vực Novo Andrivka và Zeleny ở Donetsk. Grom 2, tên gọi khác là Sapsan, Grom, Grim và Hrim được mệnh danh là thần sấm. Theo một số phương tiện truyền thông, tên lửa này còn được sánh ngang với tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga. Hệ thống tên lửa đặt trên một chiếc xe tải quân sự 6x6 được sử dụng như một đơn vị di động TEL. Transporter Erector Launcher mang theo hai thùng phóng tên lửa. Xe phóng được vận hành bởi kíp chiến đấu 3 người. Sau khi Liên Xô tan rã, công ty thiết kế Jusnoi của Ukraine đã chế tạo hệ thống tên lửa tác chiến, chiến thuật có tên Krom. Dự án được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2013. Krom thường được biết đến với cái tên sấm sét có tầm bắn từ 50 đến 500 km, tùy thuộc vào biến thể. Những bức ảnh đầu tiên của hệ thống này đã được một trang web quân sự của Ukraine công bố vào năm 2018. Mặc dù có rất ít thông tin về loại tên lửa tối tân này của Ukraine, nhưng một số báo cáo trên phương tiện truyền thông cho rằng nó được cho là sẽ cạnh tranh với tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga. Theo Eurasian Times, nếu Ukraine thiết lập các cơ sở sản xuất tên lửa trong hoặc ngoài nước này, Nga có thể phải đối mặt với các cuộc tấn công thường xuyên và nguy hiểm hơn trên lãnh thổ của mình. Trong nhiều năm gần đây, thông tin về việc Nga đang muốn phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng VTOL vẫn luôn xuất hiện thường xuyên trên các trang báo chí của Nga. Mặc dù Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec vẫn giữ im lặng, tuy nhiên, những người trong cuộc cho biết ý tưởng này bắt nguồn từ phòng thiết kế Jakovlev, một đơn vị tiên phong đối với công nghệ VTOL. Theo trang Top War, Jakovlev đang cân nhắc việc khôi phục lại bản thiết kế tiêm kích Jack 141 chiến đấu cơ VTOL siêu âm đầu tiên trên thế giới, thực hiện chuyến bay thử nghiệm lần đầu vào năm 1987. Jack 141 là máy bay chiến đấu cất hạ cánh thẳng đứng đa chức năng trong mọi điều kiện thời tiết, có tốc độ siêu âm, do cục thiết kế Jakovlev của Liên Xô thiết kế. Vào những năm 1970, máy bay chiến đấu cất cánh và hạ cánh thẳng đứng đầu tiên của Liên Xô Jack 38 được đưa vào sử dụng và trở thành máy bay chiến đấu cánh cố định đầu tiên biên chế trên tàu của Liên Xô. Tuy nhiên, Jak-38 có hiệu suất kém và không phải là máy bay chiến đấu cất cánh và hạ cánh lý tưởng vì nó tiêu thụ quá nhiều nhiên liệu, chậm, không có radar trên không và khả năng chiến đấu thấp. Jak-141 là máy bay chiến đấu một động cơ một chỗ ngồi, động cơ chính là loại R-79 với lực đẩy 15.500 kg và hai động cơ phụ là loại RD-41 Lực đẩy 4.100 kg được bố trí phía sau buồng lái do cục thiết kế Tumansky phát triển. Tốc độ tối đa là 1.800 km một khi hành trình ở độ cao 11.000 m so với mặt đất đạt tốc độ là 1.250 km một trần bay 15.000 m. Trọng lượng cất cánh tối đa là 19,5 tấn, sải cánh 13,97 m, dài 18,3 m, cao 5 m. Yak-141 được trang bị pháo 30 mm, GSH-30-1, 150 viên đạn, có thể mang tên lửa không đối không tầm trung R-27 AA-10, tên lửa không đối không R-73 AA-11 và tên lửa không đối không tầm ngắn R-60 AA-8. Mặc dù chưa bao giờ được sản xuất hàng loạt hoặc sử dụng rộng rãi, tiêm kích Jack 141 vẫn giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử với tư cách là máy bay VTOL siêu âm đầu tiên trên thế giới trong khi lực lượng hàng không vũ trụ Nga đang phải đối mặt với những thách thức tại Ukraine. Nhiều cuộc thảo luận lại đang được tiến hành về việc triển khai máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo vào năm 2050. Tuy nhiên, các chuyên gia tỏ ra nghi ngờ về tính khả thi của bản kế hoạch này xét đến những khó khăn mà Nga đang gặp phải với thế hệ máy bay chiến đấu tàng hình hiện tại, đó là chiếc Su-57 mãi chưa hoàn thiện, còn Su-75 mới chỉ là mô hình trình diễn. Ông Pavel Luzin, một chuyên gia nổi tiếng của ngành công nghiệp quốc phòng nga đã lưu ý trong bài phân tích gần đây rằng đó là một tham vọng viển vông mặc dù một số quan chức chính phủ tin rằng điều đó có thể đạt được nhưng đây không phải hiện thực việc bắt chước nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này chỉ là một vỏ bọc để đảm bảo nguồn tài trợ nhưng không có gì đáng kể đằng sau mặc dù vậy chủ đề này thỉnh thoảng lại xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nga khi các chính trị gia thường khuấy động chủ nghĩa dân tộc bằng cách ca ngợi sự vượt trội của vũ khí do nước này sản xuất Họ cho rằng việc từ bỏ hoàn thiện chiếc Jack 141 để người Mỹ học tập và tạo ra phiên bản F35B là sai lầm lớn. Chính vì vậy, Nga cần dẫn trước một lần nữa khi tái khởi động dự án Jack 141 và nâng hẳn nó lên tiêm kích thế hệ 6, bất chấp khó khăn phía trước là vô cùng lớn. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba vừa qua đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Trong cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Kuleba tuyên bố Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga. Ông Kuleba nhấn mạnh phía Ukraine sẵn sàng tiến hành đối thoại và đàm phán với phía Nga. Tất nhiên, các cuộc đàm phán phải hợp lý và thực tế nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Trong khi Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, ông Kuleba đã thông qua về lập trường nhất quán của Kiev trong giai đoạn phù hợp sẵn sàng đàm phán với moscow mới đây nhất tổng thống ukraine volodymyr zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với đài nhk của nhật bản rằng sự kiên nhẫn sự hỗ trợ và áp lực ngoại giao là ba yếu tố để kết thúc xung đột nếu mỹ và các quốc gia châu âu duy trì sự đoàn kết sẽ có thêm áp lực và cho moscow thấy rằng họ không có cơ hội nào cả tổng thống zelensky nhấn mạnh rằng ông không thể đáp lại lời kêu gọi ngừng bắn trong khi nga vẫn tiếp tục kiểm soát các vùng lãnh thổ của Ukraine. Ông vẫn tiếp tục kêu gọi các nước tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm các khí tài hạng nặng như máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không nhằm đối phó Nga. Tổng thống Zelensky cũng cho biết Kiev sẽ bắt đầu thảo luận chi tiết với các quốc gia liên quan về toàn vẹn lãnh thổ và các vấn đề khác. Ông thông báo sẽ lập một kế hoạch hành động vì hòa bình vào cuối tháng 11. Theo đài RT đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga không chú ý nhiều đến tuyên bố của Ukraine rằng Kiev sẵn sàng đàm phán hòa bình với Moscow. Ông Lavrov đưa ra phát ngôn trên khi được phóng viên yêu cầu bình luận về những tuyên bố gần đây của các quan chức cấp cao Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba về việc sẵn sàng hòa đàm với Nga. Ông Lavrov nói, thành thật mà nói, tôi không nghe ai trong số họ cả. Ông Lavrov nói thêm rằng các phát ngôn của ông Kuleba không ngạc nhiên vì đây không phải là lần đầu tiên ông ấy nói điều này và có lúc ông ta nói hoàn toàn ngược lại. Theo hãng tin Reuters, trước đó, Ngoại trưởng Kuleba nói rằng Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình với Nga với hai điều kiện là Kiev phải có mặt trong các cuộc đàm phán và Moscow phải tôn trọng, đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Sau đó, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov phản hồi rằng Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine, nhưng có một số điểm cần phải làm rõ trước khi đàm phán hòa bình, bao gồm địa vị của ông Zelensky và luật pháp của Ukraine. Ông Peskov nói thêm rằng một trở ngại khác là sắc lệnh cấm đàm phán giữa Kiev và giới lãnh đạo hiện tại ở Moscow được ông Zelensky ký hồi năm 2022. Theo ông Peskov, những lệnh cấm này hiện vẫn được áp dụng và nó làm cho khả năng đàm phán trở nên khó khăn vì vướng víu pháp lý nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử vtc news cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại